xin chào anh em nha, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ câu số 8. Thì vào thứ ba tuần rồi đó, ủa nhầm, vào thứ ba tuần này chứ. Thì mình có đưa cho anh em một cái video để mà có thể nói về những cái diễn biến mà nó tác động khá là tiêu cực đến giá Bitcoin. Và ngay lập tức chúng ta đã có một cái liên tiếp là một ngày hôm sau, đúng hơn là một ngày hôm sau luôn, thì Bitcoin nó đã có một cái sự lao dốc khá là nhanh chóng về cái ngưỡng gọi là 28 và 29.000 đô. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì mọi thứ dường như là nó theo một cái hướng domino vậy anh em. Nó diễn ra khá là nhanh chóng, và đồng thời nó cũng xuất hiện nhiều cái dữ liệu on-chain mà mình cho rằng nó cũng rất là phức tạp để mà tác động đến cái tình trạng hiện tại của Bitcoin. Và chúng ta chắc chắn là phải thận trọng và đón chờ một cái tâm lý rằng là rất có thể trong những tuần tiếp theo, trong những tháng tiếp theo thì Bitcoin nó sẽ tiếp tục nó đâm xuống nữa. Thì ngay cả chính bản thân mình thì mình cũng không có mong muốn cái điều đó xảy ra đâu, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận một cách thực tế rằng là thị trường của chúng ta ngay tại thời điểm này thì nó đang khá là tệ. Và trong cái video đợt trước á, thì mình cũng có nhận được rất là nhiều comment của anh em nói rằng là anh em kêu mình là giải thích một cách ngắn gọn và cơ bản nhất về cái việc mà tại sao mình hay nhắc tới cái tính chu kỳ. Thì ở đây á, thì mình cũng đã đề cập cho một cái video trước đây rồi, nhưng mà trong cái video này thì mình cũng sẽ giải thích một cách cụ thể và ngắn nhất để cho anh em hiểu được thì cái tính chu kỳ là sao. Thì ở đây á, mình sử dụng một cái biểu đồ giá, tức là một cái biểu đồ của BTC và USD trên sàn Bitstamp. Thì chúng ta hãy xét lại, chúng ta hay ngồi nói với nhau rằng đó là cái việc mà BTC, cái tính chu kỳ của nó là 4 năm một lần, đúng không anh em? Tức là sau khi một cái giai đoạn uptrend thì nó sẽ đi vào một cái chu kỳ ngủ đông dài hạn trong vòng 4 năm. Đó, thì về cái phản ứng giá của nó ra sao thì ở đây chúng ta có thể thấy được rằng đó là vào năm 2013, khi mà lần đầu tiên BTC nó thể hiện rõ cái sức mạnh của nó khi mà nó bắt đầu một cái chu kỳ uptrend khá là lớn. Thì ở đây chúng ta có thể thấy được rằng đó, cái đỉnh giá của cái chu kỳ uptrend đó nó nằm vào tầm khoảng là 1.150 mấy đô đó, đúng không? Đây, như cái mũi tên mình chỉ nè. Đó, thì đây là một cái đỉnh trong một cái chu kỳ uptrend năm 2013 mà BTC đã thiết lập được. Nhưng mà sau đó đó, ngay trong tháng 2 và tháng 3 năm 2014 thì nó đã đóng hai cái cây nến Thái như thế này với một cái lực bán chiếm ưu thế khá là mạnh ở đây. Thì vào cái thời điểm đó thì dĩ nhiên rằng là những cái người trader trong thời điểm đó thì họ chỉ nghĩ rằng đó là một sự điều chỉnh thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta ở thời điểm hiện tại, chúng ta nhìn lại quá khứ thì đây nó đã ngầm xác định một cái tín hiệu gọi là đi vào cái chu kỳ downtrend rồi. Thì anh em thấy đó, bắt đầu tháng 2, tháng 3 và tháng 4 của cái năm downtrend, nó bắt đầu nó xác nhận những cái cây nến đóng thẳng với cái áp lực bán khá là mạnh như vậy. Thì ngay sau đó thì chúng ta đã có một cái mức giá đáy ở trong chu kỳ downtrend, nó rơi vào tầm khoảng là, ở đây nó có một cây râu, nó rơi vào tầm khoảng là 155 đô. Thì chứng tỏ là từ mức đỉnh của một chu kỳ uptrend so với mức đáy của một chu kỳ downtrend thì dường như là BTC đã chia 10 lần giá rồi, đúng không anh em? Rồi, và sau đó chúng ta có một cái chu kỳ tiếp theo là năm 2017 khi mà BTC nó uptrend trở lại. Thì cái đỉnh giá của BTC đó thì nó rơi vào tầm khoảng là 20.000 đô. Rồi, và đến tháng 2 và tháng 3 luôn, nó cũng đóng những cái cây nến bán rất là mạnh như vậy, tức là nó lặp lại anh em. Đó, anh em thấy cái điều mình vừa nói nó lặp lại ở năm 2013 không? Đó, nó lặp lại, và ngay lúc đó năm 2017 khi mà uptrend xong một cái thì BTC nó ngay lập tức nó đi vào downtrend. Nó lặp lại cái tính chu kỳ của nó. Và cái mức đáy của BTC được thiết lập ở đây tức là tầm khoảng là 3.000 đô la. Tức là từ 20.000 đô la về 3.000 đô la thì mình cho rằng là chúng ta phải chia 8 đúng không? Chia 7 chia 8 gì đó. Rồi ha. Rồi, và đến năm uptrend năm 2021 vừa rồi thì chúng ta cũng đã có một cái mức đỉnh, gọi là cái mức đỉnh 69.000 đô ở đây. Và anh em thấy không, cũng là một cái tính chu kỳ nó lặp lại, thì mà cái điều này nó đến sớm hơn thôi. Và ngay đầu đó chúng ta có tháng 1, tháng 2, tháng 3 nó đóng những cái cây nến như thế này. Và vào cái thời điểm á, anh em nào mà theo dõi mình lâu rồi á, thì vào cái thời điểm này á, thì mình cũng có một cái video mình giải thích kỹ về cái chỗ này rồi. Và mình cho rằng là đây là một cái anh em nên thận trọng để mà anh em nhìn vào, tại vì cái tính lịch sử nó đang lặp lại khá là vững ở chỗ này. Đó, nhưng mà đó, vào cái thời điểm đó thì chính tâm lý của mình thì mình cũng biết được là cũng thận trọng với cái tính chu kỳ này đó, nhưng mình đã phạm phải một sai lầm mà mình cũng muốn chia sẻ cho anh em. Tại vì là so với năm 2013 và năm 2017 thì chúng ta cái thị trường của chúng ta thực sự là nó quá là mơ hồ anh em. Nó không có một cái hành động rõ ràng nào từ bên phía tổ chức cả, đúng không? Nhưng mà tại thời điểm hiện tại anh em chú ý đi, vào tháng 2 và tháng 3 chúng ta có ai? Đó, vào tháng 3 và tháng 2 chúng ta có Luna Foundation Gold và chúng ta có MicroStrategy. Thì anh em thấy một cái điều dễ hiểu đó, tại sao khi mà Bitcoin nó bắt đầu từ cái mức đỉnh 69.000 đô và đến tháng 2, tháng 3 khi mà nó không đâm mạnh như vậy, thì đây cũng là nhờ một phần của cái việc nỗ lực
của Luna Foundation Gold khi mà họ mua, họ bắt đầu mua BTC vào tháng 2. Đây, ở đây mình có một cái hình để mà cho anh em dễ hiểu, cho anh em thấy được là đây. Anh em thấy bắt đầu á, cái tổ chức Luna này họ bắt đầu họ mua BTC để mà họ bảo chứng cho cái đồng stablecoin USDT của họ, thì họ bắt đầu vào tháng 2 đúng không? Và nó kéo dài cho đến cái thời điểm mới nhất, một cái vụ tai nạn, cái sự cố mới nhất của chúng ta thì tí mình sẽ giải thích sau. Và chúng ta có ai nữa? Chúng ta có MicroStrategy anh em. Đó, thì MicroStrategy, thì bên phía MicroStrategy thì họ cũng đã bắt đầu họ mua Bitcoin nhiều hơn vào đầu năm nay, và đặc biệt cũng vào, cũng rơi vào tình trạng là tháng 2 luôn. Đó, thì nó khác biệt với cái bức tranh quá khứ là gì, là bây giờ chúng ta có nhiều cái tay to hơn, chúng ta có nhiều tổ chức hơn. Vì vậy nên có lẽ rằng là ngay cả bản thân mình và chính mọi người chúng ta cũng đã quên cái biến cố này, đó. Thì nhưng mà cuối cùng thì lịch sử nó vẫn là lịch sử, nó vẫn có một cái tính lặp lại, và chúng ta cần phải sau này chúng ta cần phải rút kinh nghiệm nhiều hơn so với cái thị trường nếu mà chúng ta quyết định đi đồng hành cùng với nó. Đó, thì ngay lập tức anh em thấy cái tính chu kỳ nó vẫn lặp lại, và hiện tại là BTC nó đang giao dịch ở cái mức là 27.000 USD. Cái này là mình đang đối chiếu theo USD nha. Đó, thì cái việc cái chu kỳ lặp lại như vậy thì nó cũng đã xác định cho chúng ta là sẽ chẳng có một cái thay đổi gì cả. Và cái điều tệ hơn nữa là như mình đã giải thích cái bài toán hồi nãy, cứ mỗi sau đợt downtrend và uptrend thì cái khoảng giá chia của nó thì nó tầm khoảng khá là tệ, mà mình tính trung bình ra thì nó tầm khoảng là chia 8 lần, chia 7 lần như vậy. Thì nếu với cái mức đỉnh mà đã được thiết lập trong cái chu kỳ uptrend vào năm 2021 nó là 69.000 đô, thì với cái mức chia hiện tại thì chúng ta chỉ đang ở mới gọi là chia 2, chia 3 thôi. Đó, thì cái điều đó là cái bức tranh tệ nhất. Nó lặp lại, nếu mà nó chia 7, chia 8 xuống thì hồi nãy mình ước tính trung bình cho anh em thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 7.000 đô. Nhưng mà nhìn về cái mặt tích cực đi anh em. Đó, mình chúng ta vẫn có một cái dữ liệu tích cực khác là mỗi lần mà BTC nó rơi vào chu kỳ downtrend như vậy thì cái mức đáy của nó luôn cao hơn cái mức đáy trong quá khứ. Mà cái mức đáy trong quá khứ hồi nãy mình nói là gì? Đó chính là 100 USD, nó chính là 3.000 USD. Đó, thì và nó sẽ cao hơn cái mức đỉnh nó từng thiết lập trước nữa. Đó, thì nên là cái việc mà chúng ta kỳ vọng là nó sẽ không có rớt về cái vùng mà 7.000 USD thì giờ nó cũng hoàn toàn có cơ sở đó. Tại vì mình nhìn là mình phải nhìn theo một cái hướng hai chiều như vậy anh em. Rồi, và tiếp theo nữa thì cái câu chuyện mà mình muốn nói tiếp theo đến cho anh em, tại vì hôm nay nó có quá nhiều nội dung nên mình sẽ chia sẻ từ từ để cho anh em hiểu nha. Câu chuyện tiếp theo là tại vì bây giờ cái mức giá của BTC nó đang giao dịch ở 26 và 27.000 đô như vậy, thì nó có ảnh hưởng gì đối với những cái whale, những cái người cá mập trên thị trường? Thì bây giờ anh em thấy được rằng là không chỉ anh em nhà đầu tư chúng ta bị ảnh hưởng đâu, mà những cá voi trên thị trường họ cũng đang mắc cạn anh em. Mà mắc cạn là vì sao? Anh em thấy là một cái bức tranh mà để mình chia sẻ cho anh em, một cái bức tranh mà mình đã chụp lại từ khoảng là khi mà BTC nó bắt đầu nó leo lên tầm khoảng là 60.000, 61.000 đó. Đó, thì cái dữ liệu này mình vẫn còn giữ ha. Thì anh em thấy đối chiếu trên đây á, thì vào thời điểm đó thì những cái kho dự trữ của Bitcoin, kho dự trữ của Bitcoin của MicroStrategy nè, của Tesla nè, của Square nè, là tất cả những cái ông này đó, mấy ông đều có lợi nhuận x2 hết, nhưng mà mấy ông không có bán. Và ngay cả những cái ông như là H8, Bitfarm, Riot Blockchain là những cái công ty mà những cái cổ phiếu khai thác Bitcoin đó anh em, thì họ ít rất là nhiều lần luôn. Đó, thì đó là cái mức giá của BTC ở 60.000 đô. Thì anh em thấy nè, đây cái mức lợi nhuận của họ đây. Nhưng mà vào cái thời điểm mà BTC nó đang tăng trưởng mạnh nha, nhưng mà vào thời điểm hiện tại đó, khi mà BTC nó đang đâm như vậy đó, thì những cái ông này, mấy ông đang phải chịu lỗ. Thì từ đây chúng ta có thể ước tính được cái giá trung bình của MicroStrategy là gì. Đó chính là tầm khoảng là 30.700 đô. Và cái giá trung bình của Tesla đó, nó tầm khoảng là 30.620 đô. Đó, và bây giờ chính những ông này là ông lại đang bị lỗ rồi ha. Và cái việc mà nguy hiểm hơn chính là MicroStrategy đã thực hiện một cái khoản vay đối với ngân hàng Silvergate để mà có thể mà vay khoảng là 205 triệu USD để mà mua thêm Bitcoin đó anh em. Và MicroStrategy đã bỏ ra 190 triệu để mua rồi. Và nếu mà giá của BTC đó mà nó rớt xuống tầm khoảng là 21.000 USD đó, thì MicroStrategy là phải đép tiền vào thêm để mà có thể duy trì cái khoản vay thế chấp bằng BTC đó, chứ còn nếu không là sẽ có một cái cuộc gọi thanh lý và ký quỹ ngay. Đó, thì rất nhiều cái câu hỏi đặt ra là liệu với cái tình trạng mà BTC bây giờ nó vẫn chưa rõ ràng như vậy và có thể nó đâm xuống hơn nữa, thì MicroStrategy sẽ hành động ra sao, đúng không? Tại vì là một là MicroStrategy phải đép tiền vào thêm để mà có thể duy trì cái khoản vay thế chấp của mình. Còn hai là MicroStrategy phải bán đi Bitcoin để mà có thể trang trải cái vấn đề đó. Tại vì anh em hiểu được rằng á, là tình hình của những công ty ở Mỹ như là MicroStrategy, cái giá cổ phiếu của MicroStrategy đó với cái mã là FNTR đó, thì bây giờ nó đang đâm 20 mấy%, 30 mấy% luôn. Nó y chang như cái bức tranh hình dung của Bitcoin vậy. Tức là cổ phiếu của anh thì giảm,
rồi hoạt động công ty của anh thì cũng bị giảm lợi nhuận, vì vậy cái số tiền của anh chi trả ra cho cái khoản vay đó thì anh làm gì có, thì chấp nhận anh phải bán thôi. Thì đó là cái câu chuyện mà mọi người đang lo sợ. Nhưng mà cũng một tin vui cho chúng ta vào đầu tuần này, thì Michael Saylor đó là giám đốc CEO, là giám đốc của Michael Saylor, là Michael Saylor đó, thì ông có nói rằng là cái việc mà bây giờ BTC có đơm như vậy thì Michael Tracy cũng sẽ không có bán Bitcoin của mình. Và chỉ khi nào đó mà giá của BTC mà nó tụt xuống về tầm khoảng là 3,562 thì bên phía Michael Tracy họ mới cạn kiệt cái nguồn BTC để mà họ hoàn trả được cái khoản vay này, tức là bị thanh lý đó anh em. Đó, nhưng mà ông cũng trấn an cộng đồng nhà đầu tư ngay tại lúc này đó, là nếu mà Bitcoin nó có xảy ra một cái trường hợp xấu nhất như vậy thì Michael Tracy họ cũng sẽ có những cái khoản tài sản khác để mà họ thế chấp vào, tức là họ có những cái nguồn tài sản khác để mà họ đép tiền vào để mà họ duy trì cái khoản vay này ha, để mà Silvergate không có lấy cái số BTC của họ để mà bán đi, để mà thanh lý đi. Thì đó cũng là một cái tin mà mình cho rằng nó cũng khá là tích cực đến từ một cá voi như vậy ha anh em. Rồi, và tiếp theo nữa thì chúng ta có cái gì? Tiếp theo nữa thì chúng ta có một cái việc mà mình cho rằng nó cũng khá là nguy hiểm tại thời điểm hiện tại, đó chính là cái câu chuyện giữa Terra, Luna và UST. Thì bây giờ anh em thấy được là cái giá của Terra đó thì đến cái thời điểm mình làm video này thì nó đang rơi vào tầm khoảng là 0,19 đô, tức là nó vẫn cứ đâm như vậy, và UST thì vẫn chưa có thể nào mà lấy lại được cái phát 1 đô của mình cả. Thì vào ngày hôm qua thì chúng ta có một cái tin tức mới, đó chính là CEO của Terra, đó là ông Do Won đó, thì ông có lên ông nói với cộng đồng rằng là bây giờ ông đã thừa nhận là cái việc mà cả cái mô hình của Terra và UST nó đâm đến như vậy rồi. Bây giờ cái hướng giải quyết là ra sao? Tức là cái hướng giải quyết của Terra đó là họ sẽ áp dụng một cái cơ chế rằng là bây giờ họ sẽ min ra thêm cái đồng Luna để mà có thể hấp thụ được cái nguồn cung đang xả ra của UST, và nói đúng hơn là họ hy sinh cái đồng Luna, họ hy sinh cái sự phát triển của Luna để mà họ cứu cái UST, để mà UST có thể về cái pack được $1 đó anh em. Tức là in ra để có thể dựa theo cái cơ chế cân bằng thuật toán giữa Luna và UST để mà có thể hấp thụ được cái nguồn cung mà những cái nhà đầu tư họ đang xả UST ra quá lớn từ cái giao thức Anchor đó anh em. Thì cái việc này thì nó sẽ ảnh hưởng ra sao? Cái việc này thì nó sẽ ảnh hưởng rằng là cái nguồn cung của Terra đó, cái nguồn cung của cái đồng Luna đó, thì bây giờ anh em thấy ở trên đây á, thì chỉ mới một ngày thôi mà bây giờ nó đã lên tới là 2,66 tỷ rồi. Nó là một cái con số mình cho rằng nó khá là kinh khủng anh em. Đó, thì tất cả là chỉ để cứu UST thôi. Thì đối với cái hành động này thì sao? Đối với cái hành động này đó thì mình cho rằng đó thì đây chỉ là một cái hành động tạm thời của bên phía CEO của Terra mà thôi. Nhưng mà cái việc mà phản ứng giá đến ngay tại cái thời điểm khi mà ông đưa ra cái thông tin này và nó kéo đến ngày hôm nay đó, thì mọi thứ dường như là nó vẫn khá là tệ, tại vì nó còn có một cái mối quan hệ với Bit nữa anh em. Tại vì nếu mà Bit đâm đó thì mọi thứ đều đâm cả, và khi mà mọi thứ đều đâm thì Terra và UST nó lại rơi vào cái vòng xoáy tử thần, tức là cả hai đều đâm xuống, cái này nó bổ trợ cái kia và cái kia nó đẻ ra cái này đó. Anh em cứ hiểu đơn giản là vậy, chứ không thể nào mà cả hai cùng có thể cứu nhau được cả. Rồi, và về cái việc mà bây giờ Terra đó đã làm được một cái tiền lệ nó khá là xấu như vậy, và Terra đã khởi nguồn cho một cái sự kiện nó lớn đến như vậy, thì theo nhiều cái chuyên gia mà ở trên Twitter đó anh em, những cái người mà anh em thấy rằng là họ là CEO của nền tảng này nền tảng kia, họ là quỹ đầu tư lớn đó, thì họ đã phản pháo ra sao? Thì anh em thấy đó, họ đã phản pháo một cách nó khá là gay gắt, là việc mà khi mà bây giờ cái thảm kịch của Terra và UST đang xảy ra thì họ đều quay lưng với Terra hết, chứ họ không có hoàn toàn ủng hộ đâu anh em. Đó, thì ở đây anh em nhìn trên màn hình anh em thấy đó, nào là quỹ Dragonfly, nào là quỹ Multicoin, nào là quỹ Framework, thì họ nói rằng là họ không có giữ một cái đồng, họ không có giữ một cái Luna, họ không có muốn một cái mối liên hệ nào với Luna và UST cả. Rồi ha, thì đây là một cái việc mà mình cho rằng là nó khá là tệ, tại vì khi mà anh em xây dựng một cái dự án, một cái dự án nào đó, thì cái việc mà cộng đồng và quỹ đầu tư lớn, những VC lớn đó là một cái xương sống để mà anh em có thể sống trong cái thị trường này rồi, và bây giờ khi mà bị như vậy thì những cái người này họ lại quay lưng như vậy, thì mình cho rằng đây là một cái yếu tố khá là tệ để mà chúng ta có thể đi đến một cái kết luận là liệu Terra có sống nổi qua cái đợt khủng hoảng này không ha. Và cái việc thứ hai đó thì trong ngày hôm qua nó cũng đã có một cái phết cũng khá là lớn về Terra nữa, tức là cái việc mà Terra nó đâm như vậy đó, thì đã có nhiều cái người, nhiều cái nhân vật họ trên Twitter họ nói ra một cái lập luận rằng là cái nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới là BlackRock đó anh em. Đó, BlackRock thì mình nghĩ rằng chắc anh em cũng đủ hiểu được cái vị thế của BlackRock rồi. Một cái nhà quản lý tài sản mà với hơn 10.000 tỷ USD và một cái quỹ cũng khá là lớn, đó chính là quỹ Citadel. Thì hai cái ông này đó thì đã có nhiều cái
tin đồn cho rằng là hai cái ông này là hai cái ông mà đứng sau để mà kết hợp với sàn Gemini để mà có thể mà short Luna xuống để mà có thể mà giết, nói chung là cá mập giết cá mập đó anh em. Đó thì nhưng mà đây thì nó chỉ là tin đồn mà thôi, tại vì là trong sáng hôm nay thì bên phía sàn Gemini đó thì họ cũng nói rằng là cái việc mà BlackRock và Citadel liên kết với Gemini để mà có thể giết Luna thì cái vấn đề đó chỉ là một cái vấn đề đồn thổi, chứ ở đây cả ba bên đều không liên quan gì cả. Nhưng mà đặt trong một cái tình trạng là Luna đang bị tấn công vồ vập như vậy thì đây cũng là một cái first khá là lớn để mà có thể ngăn chặn được cái việc mà Dogecoin đưa ra bất kỳ một cái biện pháp nào để mà có thể cứu cánh được Terra và UST. Rồi, và bên cạnh đó nó cũng có một cái first cũng mình cho rằng nó cũng lớn tiếp theo, đó chính là cũng trong sáng ngày hôm nay mà thôi. Đó chính là anh em biết xác không? Đó chính là Ủy ban chứng khoán và giao dịch của Hoa Kỳ đó. Thì đây là một cái nguồn tin mà mình cho rằng là ở bên phía SEC thì họ cũng chưa có xác định được, họ cũng chưa có đưa ra một cái tuyên bố chính thức, mà nó đến từ hai cái luật sư là cựu nhân viên của SEC đó. Thì họ nói rằng là SEC đã sẵn sàng bất kỳ một cái hành động nào để mà có thể đi vào mà điều tra Terra. Thì đây là một cái chuyển biến pháp lý và một cái đòn tấn công thứ ba mà mình cho rằng là cực kỳ ảnh hưởng đến Terra luôn về mặt pháp lý ha. Và tiếp theo đó nữa là gì? Tiếp theo đó nữa là bên phía CEO Dogecoin của Terra đó, ông cũng bị dính thêm một cái phết cá nhân nữa. Tức là đã có nhiều nguồn tin họ đưa tin họ cho rằng đó là họ nói rằng là CEO Dogecoin đó là ông đã từng tham gia một cái dự án làm về stablecoin thuật toán rồi. Và cái dự án này nó tên là Basic Cash. Nhưng mà cái việc á mà ông làm nhà sáng lập và ông làm CEO của cái dự án này là hoàn toàn ẩn danh, là ông lấy một cái nickname khác. Thì ở đây đó anh em thấy được rằng là cái nickname của ông á trong một cái dự án Basic Cash này á thì ông tên là Rick Sanchez. Đó, nhưng mà khi mà ông làm cái dự án này đó thì ông đã bị thất bại hoàn toàn. Đó, thì đây cũng là một cái điều mà để cho các nhà đầu tư bây giờ họ đang rất là hoảng loạn về Terra và UST đó, thì họ cho rằng là ok, ông này đã từng thất bại rồi và bây giờ ông xây thêm một cái mô hình mới. Và cái mô hình của ông á bây giờ nó bị sụp đổ như vậy và rất nhiều người đang hoảng loạn, thì đây nó giống như kiểu là anh em châm lửa vào một cái ngọn lửa nó đang nổ bùng lên đúng không, và anh em đổ thêm xăng vào vậy đó. Và cũng có rất nhiều người bên cộng đồng Twitter đó thì họ nói rằng đó là cái việc mà Terra, cái sự cố, cái cuộc khủng hoảng của Terra và UST nó đang gây ra cho thị trường đó anh em, thì nó có một cái quy mô cũng khá là lớn và nó dường như nó bằng 1/2 cái quy mô của cái cuộc khủng hoảng của công ty Aeron. Thì để mình giải thích cho một cái điểm này, anh em biết là Aeron nó là một cái tập đoàn năng lượng khá là lớn của Mỹ đó. Và một cái thông tin khá là thú vị là Aeron đã được kiểm toán, được báo cáo tài chính và được kiểm toán khá là chuẩn chỉnh bởi một cái công ty kiểm toán tài chính nằm trong 5 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới. Nếu mà bây giờ anh em biết á, là có 4 công ty kiểm toán tài chính lớn nhất thế giới đúng không? Đó chính là PwC nè, đó chính là KPMG nè, đó chính là Deloitte nè, và đó chính là Ernst & Young. Nhưng mà trong quá khứ á, thì có tới 5 công ty lận em, là có thêm một cái ông gọi là cái ông đó là ông Arthur Andersen nữa. Đó thì cái công ty thì cái ông Arthur Andersen này đó, ổng đã là cái người kiểm toán cho cái tập đoàn năng lượng Aeron này. Và tất cả các báo cáo tài chính, tất cả những cái gì liên quan tới tài chính luôn. Thì cái tập đoàn năng lượng Aeron này hồi đó nó rất là lớn, nhưng mà chỉ vì một số cái bê bối và nó giống như là một cái đường dây ma quỷ tài chính vậy anh em, thì cuối cùng tất cả nó đều đi vào sụp đổ. Và cái quy mô lúc đó là tập đoàn năng lượng Aeron này nó được định giá tới tầm khoảng là mình nhớ không nhầm là 63 tỷ USD, và mọi thứ đều tan vào hư vô luôn. Và đó là một cái cuộc phá sản lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Thì bây giờ đã có nhiều người họ so sánh là Terra và USD nó đang ảnh hưởng tới thị trường đến cái quy mô như vậy ha anh em. Nhưng mà đó, về cái đồng stablecoin USD đó, thì những cái người mà lãnh đạo trong ngành như là về Sam của bên phía sàn FTX hay là về nhà sáng lập của bên phía nền tảng AVAX đó, thì họ cũng nói rằng là cái việc này đó, cái việc mà đổ vỡ của USD thì nó cũng đã xảy ra trong quá khứ rồi, cũng đã có rất nhiều đồng coin nó bị mất vét rồi đó. Và cái việc này thì sớm muộn gì thì thị trường nó cũng sẽ hấp thụ mà thôi, và mọi người cũng sẽ quên cái sự kiện này và mọi thứ đều đâu lại vào đấy, chứ nó không thể nào mà nó kéo sụp cả một cái hệ thống stablecoin hiện tại cả. Đó thì đó là những cái quan điểm đang được đấu tranh, đang được biểu quyết rất là nhiệt liệt và rất là dữ dội ở trên phương tiện truyền thông xã hội Twitter ha. Thì đó là những cái thông tin mà về Terra mà mình muốn đưa đến cho anh em cập nhật đến thời điểm hiện tại đó.
Rồi, và tiếp theo nữa chúng ta hãy chuyển qua về mặt pháp lý một tí đi. Tại vì cũng đã khá là lâu rồi mình không nói cho anh em về cái mặt pháp lý. Và cái sự kiện Terra USD này nó có tác động như thế nào đến mặt pháp lý. Thì như anh em cũng thấy đó, thì trong sáng hôm nay luôn, thì chúng ta đã vừa nhận ghi được một cái tin, đó chính là về Liên minh châu Âu EU đó anh em. Thì họ đang ủng hộ một cái lệnh cấm đối với stablecoin cho một cái quy mô khá là lớn. Và nó được sự đồng tình của cả Nghị viện châu Âu, Ủy ban Liên minh châu Âu và Hội đồng châu Âu luôn. Đó, tại vì là chính do cái ông Terra và USD này ông châm ngòi, nên là cái việc mà bây giờ bên phía châu Âu họ phải xem xét một cái việc là họ hạn chế đối với cái mảng stablecoin này. Tức là sao? Tức là cái điều này nó có nghĩa đó là Terra và USD đang mở toang một cái cánh cổng để cho giới chính quyền cũng trên toàn thế giới họ có thể họ nhúng tay một cách trực tiếp vào. Và thậm chí đó vào ngày hôm qua đó, thì Bộ trưởng Mỹ Janet Yellen đó anh em, thì bà cũng đã nói rằng là bà lấy cái ví dụ của cái trường hợp của Terra và USD để bà có thể kêu gọi một cái quy định nó quản lý chặt chẽ hơn cho stablecoin. Thì anh em thấy là trước đây chúng ta chỉ có những cái khuôn khổ quy định pháp lý mà những nhà lãnh đạo thế giới họ quan tâm, đó chính là về cũng có stablecoin đó, nhưng mà chủ yếu là về Bitcoin và Ethereum mà thôi. Nhưng mà bây giờ cái này như kiểu dạng là một cái cơ hội để cho mấy ông nhảy vào để mà mấy ông làm cái thị trường này nó thắt chặt hơn. Thì đây cũng là một cái việc mình cho rằng nó cũng khá là tệ. Tại vì EU được xem như là một cái khu vực mà mình cho là được đánh giá là khá là dễ thở đối với thị trường của chúng ta anh em. Không giống như những cái khu vực khác như là về phía bên phía Hoa Kỳ hoặc là bên phía châu Á đâu. Mà EU thật ra đó thì họ cũng khá là khoan nhượng đối với thị trường chúng ta, nhưng mà bây giờ họ đã có một cái cái nhìn nhận khác. Thì đây cũng là một cái tin tức mà mình nghĩ rằng là anh em nên chú ý trong cái thời gian sắp tới, và đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện tại khi mà thị trường của chúng ta đang bị thắt chặt đến như vậy ha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta hãy nói về một tí về một phía on-chain. Tại vì ở đầu video thì mình cũng có nói cho anh em rằng là trong cái video này tại sao mình đánh giá là cái tình hình hiện tại của Bitcoin nó đang khá là tệ. Thì anh em cũng thấy được rằng là đầu tiên đó thì chúng ta hãy nói về cái việc mà những cái số lượng nguồn cung, những cái người nhà đầu tư giao dịch họ đang phải gánh chịu một cái mức thua lỗ như thế nào. Thì anh em thấy không, thì ở đây chúng ta đã có một cái mức được ghi nhận trong tuần này, đó chính là cái số lượng nhà đầu tư mà họ đang bị thua lỗ bởi họ đầu tư vào Bitcoin đó, thì nó lên tới 40% anh em, một cái con số mà nó khá là lớn, nếu không nói là nó quá là kinh khủng đi. Và nó kinh khủng ở thời điểm hiện tại thôi, nhưng mà chúng ta nếu mà đối chiếu vào cái giai đoạn mà Bitcoin đó nó bắt đầu nó đi vào cái chu kỳ suy thoái vào năm 2018-2019, thì đây chỉ là một cái ngưỡng bình thường thôi. Và cái điều này nó cho chúng ta thấy là gì? Cái điều này nó cho chúng ta thấy được rằng á, là để thiết lập lên một cái mô hình lịch sử như mình hồi nãy mình nói theo tính chu kỳ, thì rất có thể đoạn này nó còn sẽ đâm sâu xuống nữa, nó không dừng lại cái mức gọi là 40%, mà nếu chúng ta đối chiếu qua những cái đáy như thế này đó thì có thể là nó sẽ lên tới 70-80%. Và cái điều đó là cái điều thật là tệ, tại vì nó sẽ kích hoạt một cái làn sóng bán tháo rất là mạnh mẽ đối với Bitcoin. Và hiện tại là chúng ta đang phải gánh chịu một cái làn sóng đầu tiên đó rồi. Và cũng theo quan điểm cá nhân thì mình hy vọng rằng cái điều này nó sẽ không xảy ra, tại vì nếu mà nó xảy ra thì chắc chắn rằng là anh em chúng ta thì sẽ khá là không giữ được bình tĩnh để mà ngồi nói chuyện với nhau nữa, đúng không? Mình cũng biết là anh em cũng đang rất là buồn trong cái giai đoạn này rồi. À, và tiếp theo nữa thì chúng ta có gì? Tiếp theo nữa thì chúng ta có cái việc mà những cái giao dịch được đưa vào mempool của Bitcoin. Thì để cho anh em hình dung dễ hiểu thì cái mempool này là gì? Mempool này là một cái nơi để mà các giao dịch nó ở đó trước khi mà nó được các thợ đào tiến hành xác thực block, xác thực khối. Thì cũng trong tuần này luôn thì cái chỉ số mempool được những cái chỉ số mà giao dịch được đưa vào cái mempool Bitcoin này á, nó đã tăng đột biến như vậy anh em. Mà tại sao nó tăng đột biến? Đúng không? Nếu mà cái việc mua bình thường, tranh nhau mua bình thường thì nó đã không như vậy rồi. Đó. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là những cái đợt mà Bitcoin nó bắt đầu nó lập cái đỉnh ATH 69.000 đô thì cái giao dịch được đưa vào mempool như thế này thì nó không có quá là đột biến anh em. Nhưng mà chỉ những cái pha đột biến như thế này thì chúng ta cũng ngầm xác nhận được rằng đó là cái việc mà những cái nhà đầu tư họ bắt đầu họ sợ rồi, họ bán Bitcoin rồi. Và họ tranh nhau họ bán, hoặc là họ đưa tài sản của họ, họ đếp vào để mà họ có thể cân bằng cái việc mà họ thế chấp tài sản, để mà họ không bị thanh lý nữa anh em. Đó, thì nó mới dẫn đến một cái làn sóng là những cái giao dịch nó được đẩy lên tới mức khẩn cấp như thế này. Và nó khiến cho những cái giao dịch chờ trong mempool đó nó khá là cao. Đó, thì đây cũng là một cái điều mà mình khá là lo ngại. Tại vì khi mà các nhà đầu tư tranh nhau bán thì nó mới đẩy cái giao dịch lên như thế này, và nó tạo ra một cái áp lực giá khá là lớn đối với Bitcoin ở trên thị trường giao ngay anh em. Rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta có gì? Chúng ta có cái chỉ số mà
nạp rút ròng ở trên các sàn giao dịch thì anh em thấy đó, nhìn vào đây thôi thì mình thì anh em cũng có thể dễ hiểu rằng là chúng ta đang ở ngưỡng nào, đúng không? Chúng ta đang ở ngưỡng của năm 2017 khi mà cái số lượng Bitcoin được đẩy lên các sàn giao dịch nó lớn đến như vậy. Đó, nó lớn đến như vậy thì nó rơi vào tầm khoảng là 1,6 tỷ đô. Đó, mà cái điều dĩ nhiên thôi, ai ai cũng biết, nhưng mà cái số lượng Bitcoin được đẩy lên các sàn giao dịch nó lớn đến như vậy thì chắc chắn rằng là họ đang bán Bitcoin, chứ họ không có thể nào mà họ đẩy lên để mà họ hù dọa ai đó. Cái yếu tố hù dọa nó cũng sẽ có nha anh em, nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì dường như chúng ta lại không bắt gặp tình trạng đó khi mà giá Bitcoin nó liên tục nó lao dốc như vậy. Và cái việc mà đẩy số lượng Bitcoin nó lớn đến như vậy đó thì đến bây giờ nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và mình cũng đã đưa tin cho anh em vào hồi hôm thứ ba rồi. Đó, nó vẫn cứ tiếp tục nó đẩy cao như vậy thôi. Và cái điều đó đó nó dẫn đến một cái sự kiện khá là lớn ở trong ngày hôm nay, đó chính là về việc những cái đồng, đây anh em thấy không, những cái đồng mà stablecoin á nó đều bị mất pet hết, và đặc biệt là USDT. Thì anh em thấy cái đồng USDT này á, cái việc mất pet là cái việc nó rất là nguy hiểm anh em. Tại vì sao? Tại vì USDT bây giờ anh em thấy là cái khối lượng, cái nguồn, cái tổng giá trị thị trường vốn hóa của nó đó thì nó rơi vào tầm khoảng là tới 80 tỷ đô rồi anh em. Và những cái cặp giao dịch anh em thấy trên sàn Binance, những cái cặp giao dịch của nó đó thì đều neo vào USDT cả, và cái khối lượng giao dịch của cái đồng altcoin của Bitcoin trên USDT nó cũng khá là lớn nữa, mà USDT bây giờ nó đã bị mất pet 1 đô so với đồng đô la. Thì cái điều này nó chứng tỏ gì? Nó chứng tỏ là các nhà đầu tư đang rất là hoảng loạn rồi, liên tục bán cứ chồng lên nhau đó, mà nó khiến bị mất pet như vậy. Và một yếu tố nữa mà mình cũng cho rằng là USDT trong cái thời điểm mà hoảng loạn, trong cái thời điểm panic sale bây giờ á, thì cũng nó liên quan tới một cái câu chuyện bảo chứng của USDT nữa. Đó, thì trong năm qua thì USDT cũng đã chịu khá là nhiều những cái tai tiếng về cái việc bảo chứng nó không có được rõ ràng của mình đó, nên là các nhà đầu tư bây giờ chắc họ cũng đã ngầm hiểu được cái chuyện đó và họ chuyển sang BUSD và USDC. Đó anh em, thì ở đây nó có một cái yếu tố khá là rõ ràng mà muốn chia sẻ cho anh em, khi đó khi mà anh em thấy là cái tỷ giá của BTC đối với USDT đó bây giờ nó đang là 28.000, đúng không? Nhưng mà chúng ta hãy đối chiếu qua đây, chúng ta thấy cái tỷ giá của BTC trên BUSD đó thì nó là 27.000. Đó, nó là 27.900. Đó, thì anh em cũng đủ hiểu được rằng á là cái sự chênh lệch tỷ giá là nó kinh khủng như thế nào. Và cái điều này nó cũng xuất phát từ cái sự cố của Terra và USDT nữa. Nó khiến cho các nhà đầu tư không có còn tin tưởng vào những cái stablecoin nữa. Thì không chỉ riêng mà USDT đâu anh em, chúng ta cũng thấy được rằng là những cái đồng stablecoin mà thuật toán của những cái nền tảng họ ăn theo trend của Terra đó, như là về Near hoặc là về Tron, thì cũng đang bị mất pet khá là nghiêm trọng. Thì ở đây mình sẽ cho anh em thấy là cái đồng USDD. Đây anh em thấy cái đồng USDD nó cũng bị mất pet. Và chúng ta có đồng USN của Near nữa. Thì đây mình sẽ minh chứng cho anh em xem luôn ha. Đó, thì hiện tại thì nó cũng đang bị mất pet cũng khá là ít thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào trong cỡ khoảng là trong ngày hôm nay và sáng hôm nay là thì nó đã từng rơi mức là 0,98 cơ. Đó, thì nó như một cái hiệu ứng dây chuyền vậy anh em, nó như một cái hiệu ứng dây chuyền Terra USDT, rồi cùng với đó là những cái thông tin rất khá là tiêu cực đối với Bitcoin về cái mặt on chain. Khi mà họ nhìn vào họ thấy rằng là ok, bây giờ nếu mà không thoát hàng thì tôi sẽ chẳng có một cái cơ hội nào để thoát hàng cả. Họ cứ luân phiên bán tháo như vậy đó, và nhiều cái yếu tố pháp lý khác nữa. Và đặc biệt á là cũng trong ngày hôm qua thì Fed bên phía mà Hoa Kỳ, Fed đó, thì họ cũng đưa ra một cái biểu đồ lạm phát đó, thì họ công bố là cái mức lạm phát trong tháng 3 của họ là 8,5%. Đó thì nó giảm 0,2% so với tháng 4 thôi, nhưng mà cái điều này á nó cũng cho chúng ta thấy rằng là cái mức này nó cũng đang khá là cao, và một phần nào đó cái tác động nâng lãi suất của Fed nó cũng phát huy tác dụng, đúng không anh em? Nó phát huy tác dụng, Fed liên tục nâng như vậy, và đến bây giờ á cái chỉ số lạm phát của Hoa Kỳ nó lại giảm 0,2%. Thì cái điều này nó có nghĩa là gì? Cái điều này chúng ta có thể dễ dàng suy luận ra là ok, nó đang có mặt hiệu quả rồi, thì trong những tháng tới là Fed sẽ nâng tiếp. Vì vậy nó đã là một cái áp lực vô hình chung đối với toàn bộ thị trường tài chính nói chung rồi, không chỉ riêng về Bitcoin đâu, mà nó còn về cả chứng khoán nữa, nó còn về cả những cái chỉ số tài chính khác. Đó, thì do đó đây cũng là một cái nguyên nhân tác động tiếp theo đến với giá của Bitcoin hiện tại nữa. Tức là bây giờ chúng ta đang gặp quá là nhiều FUD đó nè. Đó, và một cái câu chuyện nữa mà mình xin nhắc lại ở trong video này mà mình đã đưa tin ở video được trước rồi, là anh em hãy cẩn thận thêm một cái yếu tố nữa, đó chính là yếu tố thợ đào. Đó, thì nếu anh em nào mà chưa có nắm rõ về cái yếu tố thợ đào này thì anh em có thể quay lại cái video hồi thứ 3 của mình để mà xem rõ hơn ha. Đó, thì
Trước cái việc mà Terra và UST như vậy thì mình cũng hiểu được rằng là đã có rất nhiều anh em chịu thua lỗ về cái nền tảng này, và cũng nhiều anh em nói rằng là khi mà nó đổ vỡ rồi thì mới lên nó, hay sau đó thì mình cũng rất là thông cảm cho anh em, tại vì là mình hiểu được rằng là cái tâm lý khi mà chúng ta bị mất tiền trong thị trường là nó như thế nào đó, nên cái điều đó thì mình cũng rất là thông cảm cho anh em, tại vì là khi mà tâm lý chúng ta đã bị bất mãn rồi thì chúng ta sẽ có những cái phản ứng như vậy. Thì thông qua đây thì mình cũng xin gửi đến cho anh em một số cái lời khuyên, nó là lời khuyên cũng không có phải, nhưng mà một số cái mẹo nhỏ để mà giúp cho anh em tồn tại ở trong cái thị trường này, và đặc biệt là ngay tại cái thời điểm này khi mà nó đã bắt đầu bước vào cái chu kỳ downtrend rồi đó. Và đối với những người mới nữa, tại vì đối với anh em mới thì nếu mà anh em tham gia vào những cái thời điểm như thế này hoặc là những tháng sắp tới hay sau đó thì chúng ta đã quá là may mắn so với những người mà họ đã tham gia vào những cái thời gian sớm hơn đó. Thì ở đây á, thì bên phía của Luna và UST là không phải là bên mình, tức là bên mình chỉ lên video để nói về cái tình trạng đó thôi, nhưng mà nếu mà anh em á, mà theo dõi á, thì anh em có thể lên trang của Co68 nè, anh em nhắc vào cái mục tìm kiếm, anh em gõ những cái từ khóa như là Luna hay là về UST, thì bên mình đã có những cái bài viết nó khá là trung lập, chứ không phải là thiên là nền tảng này tốt, nền tảng này không tốt, tức là nó trung lập. Ở đây là bên mình sẽ phân tích về cái mặt tốt và mặt xấu của nó để mà anh em có thể đánh giá dự án. Thì nó có những cái bài viết mà bên mình đã phân tích khá là kỹ về Luna và cả UST nữa từ hồi tháng trước rồi, chứ không phải đến bây giờ, và bên mình cũng đã đề cập về cái mô hình nguy hiểm của nó rồi ha. Thì anh em nào mà sau này mình tìm hiểu về thị trường hay sau đó thì mình có thể mình truy cập vào đây. Và sẵn ở đây thì bên mình cũng có một cái cổng portal này, tức là anh em vào đây để mà anh em có thể nhìn được những cái mảng nào đó mình hứng thú mình tìm hiểu những cái thông tin mới nhất trên đây để mà mình có thể mình hệ thống kiến thức lại, và đặc biệt là dành cho người mới bắt đầu tham gia thị trường đó. Và cái lời khuyên mà dành cho những anh em nào mà bây giờ cũng giống như mình thôi, thì mình cũng đang chịu thua lỗ như anh em mà thôi đó, thì chúng ta hãy cứ tiếp tục, chúng ta theo dõi thị trường, chúng ta tìm kiếm những cái cơ hội để cho một uptrend sau ha anh em đó. Và đặc biệt là chúng ta đừng có nên quá là mình hay gọi là chúng ta đừng có nên quá tiêu cực để mà ảnh hưởng đến cái đời sống bên ngoài của chúng ta, tại vì thị trường này nó vẫn còn đó, chúng ta vẫn còn thời gian với thị trường này mà đó. Mà đặc biệt nữa là trong một cái chu kỳ mà downtrend đó, thì thường là nó sẽ là một cái chu kỳ thanh lọc để mà anh em biết được rằng là những dự án nào tốt, những dự án nào xấu, và nó cũng là một cái chu kỳ để mà cho chúng ta biết được rằng là ở trong mùa uptrend trước thì cái kinh nghiệm và cái cách mà chúng ta ứng phó với cái thị trường này, chúng ta đã thiếu sót những gì để mà chúng ta học tập để mà chúng ta có thể cải thiện hơn cho mùa sau đó. Thì đó chỉ là những cái chia sẻ nhỏ nhỏ của mình dành cho anh em thôi. Và dù thị trường có ra sao đi chăng nữa thì mình vẫn ngồi ở đây và Co68 vẫn đồng hành cùng anh em, nên là anh em đừng có lo về cái khoản đó nha. Rồi, có thể là video đến đây thì nó cũng đã khá là dài rồi, nên mình cũng xin kết thúc video tại đây, và tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp anh em ở tuần sau. Bye bye.